Đưa anh đi lên. Không. Lên đây. Anh Đông làm sao ấy ạ? Đang căng thẳng quá anh Đông ơi. Không sao đâu. Bây giờ đưa cậu sang phòng bên. Tôi sẽ có cách làm cho cậu ấy tỉnh lại ngay thôi. Dạ vâng. Tắt máy tính, không cho ai xem cả. Cậu Tuân. Dạ. Mời tất cả mọi người trong phòng ra ngoài và đứng ở đó canh luôn. Vâng ạ. Rồi cháu gặp bác cha. Rồi, cậu cứ nghỉ đi, để tôi lên mời anh Trác xuống. Không, cháu khỏe rồi.